For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Ca sĩ Mỹ Linh giải thưởng thành tựu làn sóng xanh tiếp thêm ngọn lửa nghề trong tôi. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng thành tựu làn sóng xanh năm nay sẽ được trao cho nữ ca sĩ Mỹ Linh, người đã gắn bó một chặng đường dài cùng giải thưởng từ những ngày đầu tiên. Trong lễ công bố các đề cử và bình chọn giải thưởng làn sóng xanh 2023, ban tổ chức thông báo giải thưởng thành tựu làn sóng xanh sẽ được trao cho nữ ca sĩ Mỹ Linh, người đã gắn bó một chặng đường dài cùng giải thưởng từ những ngày đầu tiên. Biết được thông tin này, nữ diva xúc động chia sẻ giải thưởng thành tựu làn sóng xanh vừa có ý nghĩa kỷ niệm một chặng đường đã qua, vừa là động lực mạnh mẽ để chị tiếp tục cống hiến trong thời gian tới. Khi được hỏi về những kỷ niệm liên quan đến làn sóng xanh, ca sĩ Mỹ Linh cho hay đến thời điểm này, chị vẫn thường hay xem lại clip mình cùng tập hát với nhạc sĩ Anh Quân và bên cạnh là Anna Trương, con gái lớn của Anh Quân, cũng đang nhảy nhót, cuốn theo những giai điệu của cha mẹ. Mỹ Linh khẳng định đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình Linh mà làn sóng xanh đã ghi lại trong suốt quá trình chúng tôi đồng hành cùng với nhau. Về giải thưởng thành tựu làn sóng xanh, diva Mỹ Linh xúc động vì những điều mình làm trong suốt gần 30 năm ca hát đã được công nhận. Dẫu vậy, diva của làng nhạc Việt vẫn cho rằng có rất nhiều sự may mắn ở đó. Cuộc đời đã cho tôi gặp đúng người vào đúng thời điểm. Chị cho rằng những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp của mình không chỉ có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Anh Quân hay nhạc sĩ Huy Tuấn mà còn có cả những cái tên khác như nhạc sĩ Dương Thụ, ca sĩ Bằng Kiều, nhóm Chìa Khóa Vàng, ban nhạc Tóc Mây. Đó là những người đã đồng hành và giúp chị đạt những viên gạch đầu tiên cho bức tường sự nghiệp để ngày hôm nay những thành tựu ấy đã được tôn vinh. Có người cho tôi sự hỗ trợ, có người cho tôi sự động viên, có người tặng tôi chiếc áo để lên sân khấu. Tất cả những ân tình đó tôi luôn giữ mãi trong lòng, không thể nào quên được. Khán giả, phần nhiều chỉ thấy những nốt thăng, riêng Mỹ Linh lại luôn quý trọng những nốt trầm trong sự nghiệp của mình. Nhiều người vẫn hay tránh né nói về những đoạn trầm trong sự nghiệp. Nhưng với tôi, khi đã có tuổi, tôi hiểu rằng đó là những giai đoạn cần có trong đời mỗi người để tự hoàn thiện bản thân mình. Thật ra ngày trước, ca sĩ Mỹ Linh cũng không thích nhìn vào những đoạn trầm của bản thân mình. Chỉ khi sau này, khi trưởng thành hơn, chị mới nghiệm ra rằng những nốt trầm chính là cơ hội để bản thân học được nhiều hơn, từ đó biết khiêm tốn hơn, biết chia sẻ và nhường nhịn người khác. Tuy vậy, ca sĩ Mỹ Linh nhìn nhận cũng chính suy nghĩ này đã xây dựng nên một Mỹ Linh của giai đoạn sau rất an toàn. Khi tôi nhận ra sự bình yên quan trọng hơn sự nổi tiếng thì chính tôi không nên làm tấm gương cho các bạn trẻ. Nữ diva nghĩ là những người trẻ nên có một chút hiếu thắng, một chút tính chiến đấu, một chút tự ngưỡng mộ bản thân thì mới có được những sáng tạo đột phá để tìm ra con đường phù hợp cho mình. Bên cạnh đó, chị cũng nhận thấy mỗi người là một vũ trụ riêng, không ai nên làm gương cho ai mà mỗi người sẽ tìm được con đường phù hợp cho chính mình. Có những người thích bình yên như tôi thì sẽ tránh xa thị phi, trong khi có nhiều người khác lại quá nhiều năng lượng nên đi đến đâu thì sẽ phải có ồn ào đến đấy. Đó là do lựa chọn của mỗi người. Nhìn lại năm 2023, diva Mỹ Linh cho biết bản thân đã có được những trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ vì khép lại năm cũ bằng giải thưởng thành tựu làn sóng xanh, mà còn bởi những vui buồn khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Chị tự nhận bản thân đã làm những điều mình chưa từng nghĩ đến. Tôi không nghĩ ở tuổi này lại có thể đi vào ở tập thể cùng tập luyện. Cực đến tận cùng, vui đến tận cùng, mà cũng có những lúc đau đầu đến tận cùng. Ở đó thật sự như một xã hội thu nhỏ. Đây cũng được xem là một lần bước ra khỏi vùng an toàn của Mỹ Linh và những điều thu nhặt được đã mang đến cho chị những cảm xúc thú vị. Có lẽ về điều này, Mỹ Linh cảm thấy năng lượng hiện giờ rất dồi dào. Sau khi biết được thông tin về giải thành tựu làn sóng xanh, trong lòng chị đã bùng cháy trở lại ngọn lửa yêu nghề. Tôi cảm thấy bản thân như được truyền một nguồn năng lượng mới, sắp tới có thể tôi sẽ tiếp tục ra album hay làm thêm nhiều tour diễn ở khắp nơi nữa. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.